Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Vâng, và hiện tại đây hôm nay là chiều ngày chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2020 thì Thiên Định đang muốn quay lại cái khung cảnh giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị chúng ta cái khung cảnh buổi tối ngày chủ nhật tại dự án Vinhome Motion Park nó như thế nào luôn. Và hôm nay đây Thiên Định cũng đang cùng với gia đình của Thiên Định đi xuống chơi tại dự án Vinhome Motion Park. Đây chính là bé Suka nhà Thiên Định đây. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mở ra cho mát luôn. Đây, buổi tối rất là lung linh luôn. Lung linh là lên luôn. Đấy, buổi tối của chị thấy là có đẹp không ạ? Bây giờ như một cái thành phố rực trời luôn, rực kỳ đẹp luôn của chị ạ. Bây giờ Vinhome Motion Park đã trở nên lung linh rồi. Bây giờ Vinhome Motion Park đã trở nên vô cùng lung linh rồi của chị ạ. Ngày chủ nhật tại Vinhome Motion Park mỗi ngày một đổi khác nha cô chú anh chị nha. Mỗi ngày một đổi khác. Mỗi ngày thì những cô chú anh chị chúng ta biết đến dự án Vinhome Ocean Park nhiều hơn. Thiên Định thật là vui sướng và cảm thấy gọi là mình thật là hữu ích khi mình quay lại được những cái khung cảnh giới thiệu cho toàn thể cô chú anh chị chúng ta những cái hình ảnh thực sự về dự án Vinhome Ocean Park. Đấy. Suka đang đòi ra quay với bố đây. Bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta vào khu BBQ, khu hải âu, khu san hô và khu quảng trường để chúng ta xem là hiện tại cái không gian buổi tối tại những cái khu trung tâm nó như nào nha cô chú anh chị nha. Đợt này thì đèn led trung tâm này chưa thấy chạy. Mọi người hình như bây giờ đang về rồi. Mới có 8 giờ tối mà đã về nhanh thế nhở. Thank you. Đấy, các anh bảo vệ không biết giờ này đã ăn cơm chưa. Đây, bây giờ Thiên Định sẽ rẽ vào khu san hô nha cô chú anh chị nhá. Rẽ vào lối san hô view hồ luôn. Đây chính là lối những căn biệt thự san hô view hồ cô chú anh chị nhá. Thiên Định về nhà ăn cơm xong và bây giờ quay trở lại dự án gửi tới cô chú anh chị những hình ảnh thực tế luôn. Đúng không ạ? Hơi bị ngất luôn của chú chị ạ. Ủa chao ơi, đẹp quá trời luôn. Quá trời đẹp quá, quá trời đẹp luôn luôn. Ủa lung linh quá. Đấy. Thiên Định dám chắc rằng ai mà chưa xem một cái clip nào, chưa xem một cái video nào về dự án Vinhome Motion Park mà cô chú anh chị chỉ cần xem một cái video của Thiên Định thôi thì dám chắc luôn là cô chú anh chị sẽ rất là thích luôn. Tại vì những cái hình ảnh mà Thiên Định đưa tới nó rất là thực tế và rất là đẹp luôn. Và Thiên Định cũng rất là mong muốn cô chú anh chị chúng ta đăng ký và ủng hộ kênh YouTube của Thiên Định là kênh Thiên Định Vinhome nha. Đây, buổi tối chủ nhật. Đây là vườn nướng BBQ tại khu san hô đây của chú chị ạ. Hôm trước Thiên Định vừa tổ chức sinh nhật ở đây này, có anh chị nào đã vào đây chơi và ăn kiểm nướng tại vườn nướng BBQ chưa ạ? Tại khu san hô chưa ạ? Đây ạ. Vâng, rất là đông luôn nha quý anh chị nhé. Rất là đông. Thì mình phải zoom lên cho nó to cho cô chú anh chị chúng ta nhìn được luôn.
mùi thịt thơm quá. Thiên Định ăn cơm rồi nhưng mà nghĩ người thấy mùi thịt thèm ngó của chú anh chị ạ. Mùi thịt nướng thơm quá. Thiên Định dạo này mập quá cho nên ở nhà toàn ăn chay thôi. Ra người thấy mùi thịt là đúng là không chịu nổi luôn đấy. Đấy mọi người thấy không ạ? Rất là đông luôn, mọi người tới đây tổ chức sinh nhật, tổ chức tiệc nướng. Đa số ở đây Thiên Định phải thấy là rất nhiều người tới đây tổ chức sinh nhật luôn đấy cô chú chị ạ. Tổ chức sinh nhật mà ở trên một cái bãi biển hồ rộng mênh mông như này nó cực kỳ ý nghĩa luôn. Cô chú chị thấy không, hôm trước Thiên Định chiều tổ chức sinh nhật ở đây, tối về Thiên Định gọi là đúng là vui quá mà tối về không ngủ luôn. Rất là đẹp luôn. Ui giời, gió mát lắm cô chú chị ạ. Buổi tối tại dự án Vinhomes một sự tắc gió mát lắm. Ui hôm nay xe máy ở đây là nhìn thấy là biết là trong quảng trường rất là đông luôn này. Xe máy là biết trong quảng trường rất là đông luôn. Cơm chưa người anh em ơi? Anh bảo vệ không biết anh đã ăn cơm chưa? Người thì gầy tông teo mà trời nắng đen xì hết các người. Trông các anh tội thật đấy. Đôi khi Thiên Định đi vào dự án mà có mua nước mà gửi các anh ấy uống mà các anh sợ không dám uống, bảo là không cho phép được uống. Mình bảo nước uống nước chứ có làm gì đâu. Đi qua cái đường giảm sóc nó rung rung. Suka ơi. Suka à. Suka bala bala. Một chiều đi trên con đường này, áo chạy vàng chạy dưới chân tôi, nhìn lại chúng tôi như thầm lặng. Một chiều ôi sao lạ quá. Quê đẹp quá mọi người, gọi là mọi người mà đi xe máy thì phải để rất là xa luôn cô chú anh chị. Chúng ta để rất là xa đi vào hồ thì tại vì cái đoạn đường mà từ quảng trường mà ra đến khu vực để xe nó phải loanh quanh đâu đó phải tầm khoảng 500 đến 700 mét đấy cô chú chị ạ. Tại vì phải đi bộ, mà trẻ em đi bộ thì cũng tập thể dục. Buổi tối thực ra là buổi tối mà đi bộ ở cái con đường mà con đường ven hồ mà đi vào thì nó cũng không phải là cái điều gì đó nó ngại ngùng gì cả, mà cũng rất là thoải mái, rất là đẹp luôn. Đây hôm nay quảng trường đây cô chú chị ạ, quảng trường tại Vinhomes Hồng Bắc. Xe đậu kín đường hai mạn phía bên quảng trường trung tâm luôn, dọc trục khu vực Hải Âu 01 luôn. Đấy, bên trong mọi người đang rất là đông luôn. Hôm nay là có cái tổ chức hát hò, tổ chức cho trẻ em tiệc. Đây là cái sự kiện gì ấy. Thiên Định đi chiều, Thiên Định dẫn khách thì Thiên Định cũng không để ý lắm. Dẫn khách xong rồi Thiên Định về. Đấy. Đây. Đây rất là đông luôn quý vị. Cô chú anh chị nào muốn ngắm biển không ạ? Cô chú nào anh chị nào muốn ngắm biển không ạ? Thì Thiên Định sẽ ra quay biển rồi quý vị. Đây bên đây chính là biển đây cô chú chị. Thiên Định quay lại nhá, Thiên Định quay lại và Thiên Định sẽ ra quảng trường nhà cô chú chị nhá. Cho Suka ra quảng trường chơi.
Chiu chiu. Tuyệt vời. Ôi trời chết, lúc giờ bị ấy luôn mà Thiên Định không biết luôn. Lúc giờ bị cái cần gạt nó lệch sang một bên luôn. Bé Suka bé đạp luôn. Bạn ấy đạp một phát là lệch cái cần gạt luôn mà Thiên Định không biết luôn, may không sao. Tại vì Thiên Định đi rất là từ từ, không trách. Để sang cái hệ kiểu như hệ chạy sport ấy, cũng như chị đi đường kiểu như đường núi ấy. Các bạn sale bây giờ này Thiên Định vẫn thấy vẫn còn một số bạn vẫn còn đang ở dự án rất là chăm chỉ luôn. Ui, nhưng mà để xe đây là hình như trên kê không được để xe sao ấy. Mình phải để xe, mình phải lùi lại rồi hoặc là tín lên bên kia đó. Thôi bạn vợ xuống đây đi, bạn vợ xuống đây xong đó tôi sẽ lấy xe bên kia. Ok, bùm bùm. Dù ca nghịch một chút là ấy rồi. Thiên Định rất là muốn rất thích đi bộ luôn quý vị ạ. Cho Thiên Định mà đi bộ ở gym hôm ở Trần Park, cho Thiên Định đi bộ cả ngày cũng được. Thiên Định chạy còn được cơ mà. Thiên Định là một người rất là ham thể dục thể thao luôn đấy cô chú chị ạ. Bây giờ mà cho Thiên Định đá bóng mà đá cả tuần được. Đấy. Đây. Bây giờ Thiên Định sẽ đi xuống và đi ra quảng trường luôn nhé cô chú chị nhá. Buổi tối thì cái máy quay của Thiên Định hình như nó không được nét lắm đấy. Ôi, mọi người đang chơi trong quảng trường rất là đông luôn đấy. Ở gần quảng trường đang có hai căn đang thi công nha cô chú chị nha. Căn này thì Thiên Định nhớ không nhầm là căn 87 và căn 89, hai căn. Căn 87 và căn 89 đang thi công. Hai căn này thì Thiên Định cũng chắc chắn là sẽ là một là quán cà phê, hai quán ăn ẩm thực gì đấy. Khu vực này thì phát triển ẩm thực rất là tốt luôn. Rất là thuận lợi. Vinhome Ocean Park. Vinhome Ocean Park. Một đại dự án. Hai năm trước đây ở cái khu vực này đây nó còn chưa có gì luôn, còn đang là bãi đất trống luôn mà bây giờ đã đẹp và lung linh như thế này rồi. Mọi người đang trong kia đông lắm. Mọi người đang chơi cái gì trong kia đông thế nhỉ? Đây là biểu tượng mà khi cô chú anh chị chúng ta vào đến quảng trường trung tâm sẽ gặp
đó là một đôi nàng tiên cá, một bên là tượng trưng cho một người nam và một bên là người nữ, một nàng tiên và một nàng tiên và cái gì nhỉ, nam thì cái bằng cái gì cơ. Mình chỉ biết nữ là nàng thôi, còn nam là cái gì, tiên, ông tiên, anh tiên cá và nàng tiên cá. Đấy, rất là đông luôn. Nhạc bên kia mỡ nó nhẹ nhàng quá, nhạc phải mỡ to nghe mới sướng. Thiên Định thấy nhạc là Thiên Định thích rồi. Cô chú anh chị chúng ta nhìn có thấy như lung linh như cung điện không? Lung linh như cung điện ấy, lung linh như gọi là những cái gì đấy trong những cái bộ phim ấy. Đấy, buổi tối những người khách hàng, những người cư dân tới tham quan, đưa những người con của mình ra cái khu vui chơi giải trí bên này rất là đông đúc luôn. Đây, bãi cát bên kia, gia đình của mình tổ chức tiệc nướng, ăn uống trên trên này, con cái xuống bãi biển chơi, cảm giác rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Những hình ảnh trường đại học lung linh. Vâng, rất là đẹp luôn. Vâng, và bây giờ Thiên Định xin phép được chào tạm biệt toàn thể cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta những video tiếp theo nha. Rất mong cô chú anh chị chúng ta đăng ký và theo dõi kênh YouTube Thiên Định Vinhome của Thiên Định nha cô chú anh chị nha. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị chúng ta có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.